Nhà khoa học và người lái đò. Có một nhà khoa học rất giỏi. Lĩnh vực khoa học nào ông cũng nói tiếng khoa học và lý sử học. Một, ông đi trên một con đò qua sông. Nhà khoa học hỏi người lái đò: anh có biết toán học không? Dạ, tôi không biết toán học là gì. Ôi, đáng tiếc, nếu thế thì anh đã mất một phần tư cuộc đời rồi. Thế anh có biết vật lý không? Dạ, không biết. Ồ, thế thì anh mất một phần hai cuộc đời. Vậy anh có biết sử học không? Dạ, tôi chưa là nghĩ mới đến sử học. Thế à, thế thì anh đã mất tới 3/4 cuộc đời rồi, còn gì? Đúng lúc đó, bão nổi nên mưa to gió lót, con thuyền sắp bị chìm. Người lái đò hỏi nhà khoa học: không có biết bơi không ạ? Ôi, tôi không biết bơi. Người lái đò liền nói: người thấy đi không sợ bắt cả cuộc đời rồi. Nhà khoa học và người lái đò. Có một nhà khoa học rất giỏi. Lĩnh vực khoa học nào ông cũng nói tiếng khoa học và lý sử học. Một hôm đi trên một con đò qua sông, nhà khoa học hỏi người lái đò: anh có biết toán học không? Dạ, tôi không biết toán học là gì. Ôi, đáng tiếc, nếu thế thì anh đã mất 1/4 cuộc đời rồi. Thế anh có biết vật lý không? Dạ, cũng không biết. Ồ, thế thì anh mất 1/2 cuộc đời. Vậy anh có biết sử học không? Dạ, tôi chưa bao giờ nghe nói đến sử học. Thế à, thế thì anh đã mất tới 3/4 cuộc đời rồi còn gì? Đúng lúc đó, bão nổi lên, mưa to gió lớn, con thuyền sắp bị chìm. Người lái đò hỏi nhà khoa học: thưa ông có biết bơi không ạ? Ôi, tôi không biết bơi. Người lái đò liền nói: nhiều thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi. Oh no.